Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày các bạn một cái video hướng dẫn nhãn 2 token EFIC này khoảng 10 đô, thì các bạn nào có làm nhãn này thì các bạn vào điện form group các bạn mở inbox ra, các bạn kiểm tra nha các bạn. Rồi các bạn mở inbox, bạn muốn sao tiếp thì tài khoản các bạn nằm trên đây nha các bạn. Rồi các bạn click vào cái link form của mình, cái link thứ hai các bạn. Rồi các bạn điện form nha các bạn. Đây thì con GFIC C đây nó đã sẽ swap qua là GFIR nha các bạn. Rồi đầu tiên thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn, là cái ID Telegram của bạn đó, @anh1133 nha các bạn. Tiếp tục thì username từ Twitter người ta các bạn. MMO của anh nè các bạn. Các bạn vào cài đặt thì các bạn sẽ thấy username tất cả các bạn nha các bạn. Rồi đây thì Gepfer thì các bạn vào cái mục ID code này thì mình có để cái link, một cái link group cho tất cả các bạn nha các bạn. Phan đây mình hướng dẫn các bạn. Các bạn thì các bạn được số ghép bao nhiêu thì các bạn điền vào các bạn. Đây thì trước kia mình có được có 2 ghép. Mình điền vào đây số 2 này nha các bạn. Rồi các bạn click vào cái phần link thứ ba của mình nha các bạn. Các bạn mở cái bot Telegram ra để lấy cái ID nha các bạn. Phần các bạn bấm vào một cái link bot của mình lấy ID, các bạn bấm start nha các bạn. Rồi thì nó sẽ hiện ra một cái số ID của tất cả các bạn, copy ID này các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form tiếp tục nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi như vậy các bạn gì bấm nút gỡ thôi nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con CFIG này, nó sẽ swap qua CFIR các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.